chỗ nào cổ cũng có dâu hết ha. Dâu này chưa có chín, trái nhiều quá. Năm này giống như dâu ở đâu cũng trúng mùa sao đó. Đó, nguyên cả chùm luôn, chưa chín thôi. Trong này, wow, trong này có một bụi nè. Trong này có bụi các bạn ơi. Hái nha. Wow. Chút nữa ăn tiệc dâu nha các bạn ơi. Cái rổ dâu không biết mình để đâu rồi. Đó, cái rổ dâu nằm đây. Đã không các bạn? Dâu nhà trồng á, mà mình không tưới nước mà nó như vậy á, là rất là bự nha các bạn. Đỏ tươi luôn. Ngâm nước chút xíu nữa sẽ ăn muối ớt nha. Mở em coi coi. Cái này quát rồi, đang đi đó mà. Mà nó là muỗng sợ anh. Bà lấy có muỗng đó. Nó là muỗng mà. Nhỏ, mình sẽ ăn một bánh cho mấy đứa nhỏ này. Rồi, hamburger, anh ăn đi. Em ăn đi. Nè. Cái nào đẹp lên anh? Cái đó ăn. Ok. Không có bánh mà. Mở ra mẹ con, thì đừng đổ hết xuống đất hết. Ở đây chờ ông xã đi mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ, đồ ăn của Mỹ các bạn. Trái cây bỏ vô này không? Bỏ vô đi. Đổ vô hết luôn đi. Đổ được hết rồi. Nhà hai đứa vô ăn đi. Okay. Tay con có sạch không vậy? Dạ. Rửa chưa? Rửa rồi. Đó. Bánh này có ngon không? Thanh khí. Nó không đưa rồi, rồi tắm đường rồi. Có muỗng nè, vô bà lấy đi. Đây thức ăn nè các bạn. Mấy đứa nhỏ ăn. Mấy đứa bé. Cầm vô ăn đi, giờ đến mẹ. Ông xã mua cho cái hamburger này các bạn ơi. Này mà vườn của bà Lý có trái ớt ha. Hái ăn. Mời các bạn cùng ăn nha. Đi quay dâu. Đói bụng quá. Ông xã ghé mua hamburger. Bà Lý thì đang chiên cá với nấu canh chua gì á. Chút xíu ăn thử món ăn của bà Lý nha. Cô anh chứ. Lý là tên của chồng cổ. Ăn miếng các bạn ơi. Hamburger. Đi hái dâu mà được ăn. Hả? Ăn thử ha, để em thử. Ông xã hỏi mình có muốn thử hamburger của ông xã không? Ngon. Ngồi đây ăn với em không? Wow, cái bánh hamburger của ông xã nó làm sao ngon các bạn, mềm mại. Còn cái này là một loại có rau, có thịt, có phô mai, có cà chua, rồi có cái nước sốt gì á, mù tạt vàng, không biết mình ăn cay. Order cho mình cái bánh có cay cay. Ngồi ở đây trời mát lắm các bạn, chim hót rồi. Ăn sống này kem rửa dâu ăn thử cho các bạn xem dâu có ngọt không nha. Wow. Đói bụng. Ăn ngon thiệt á. Cái này là của hãng Jack in the Box. Tí thử miếng. Ủa, anh đi, cái đó là ăn.
Ăn canh chua đã hả? Cô Gai 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 nói cho người ta nghe thế nào. Các bạn ơi, đang ăn á. Cô ăn rồi. Ra rủ vô nhà ăn cá chiên với canh chua. Ngưng bánh nha. Ngưng bánh ăn thử canh chua của cổ nè. Ngon quá. Rồi đi ăn đi. Còn cái đánh vô chưa quay phải không? Một miếng nước ngọt các bạn. Rồi bây giờ đi vô nhà cô anh thử canh chua cổ nấu để xem có ngon không nha. Bé Vì với bé Vân thì bà Vĩ mua cho thức ăn của Mỹ hả? Bà ăn gì ngon quá vậy? Ăn gì? Ngon quá. Bà ăn đi. Bà có được thêm ớt không? Bà Vĩ. Có lý. Được nghe nên đó. Đây 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 nè. Đây khoảng gì lấy. Được ăn canh chua các bạn ơi. Sao con quay của cô vừa mà con quay tới mặt con có đứt mắt cái mặt. Lần đầu tiên mới ăn canh chua mà có một màu như vậy các bạn ơi. Màu dưa chua thôi. Đó. Rồi. Ở đây là cái đầu cá. Vừa ăn rồi coi thôi. Vừa ăn thôi đấy. Thôi. Không đưa lên bàn mà đâu. Lấy hai cái đem cả. Đó. Người đẹp dọn cơm. Rồi ăn đi. Canh chua, cá chiên. Cá này là của ông xã của câu. Ở Mỹ ăn cá tự câu á các bạn. Đây. Cái phòng của trang trí rất là đẹp các bạn ơi. Bàn thờ này. Đẹp ha. Đó. Nhà cổ rất là rộng. Cái màn cửa nhìn cũng đẹp nữa nè. Tối thu cô ướp mặt rồi hả? Ướp đại thì chẳng nêm chẳng nếm mà. Muốn ấy thì ấy theo chấm đi trong. Lần đầu tiên trong đời mới được ăn cơm của cô Lý nấu. Muộn kìa. Cảm ơn cô Lý nha. Để nêm thử có ngon không nha. Cảm ơn cô ngọt đấy nhỉ. Cô còn chưa thấy chua đấy. Không đủ chua. Ừ. Hay vậy? Nhìn nghe mùi chua như vậy mà vẫn không chua chứ. Để mẹ nghe ăn lại. Không đủ chua. Mẹ chả chả lấy. Nghe mùi chua mà nó không chua. Cô với con Vinh ăn là đại chua. Cái này là ông Lý à. Ông Lý không ăn chua được. Cô làm gì mà nó chua vậy? Muối chua hay là bỏ chanh vô? Không, muối để lâu nó chua. Cái nước không chua nhưng mà cái rau nó chua. Cái đó nó chưa ra. Mình mới bỏ với tôi cái miệng ấy. Cái nước thì ăn nó chưa chua lắm mà rau nó chua. Này canh chua cô không ăn cay hả? Không có ớt rồi ta, ớt ở đâu rồi ta, phải có ớt ngon không? Canh chua mà không có ớt. Chủ nhà chủ nhà đứng lên đi tới đi lui phục vụ liên tục các bạn. Lần đầu tiên ăn canh chua lạ như thế này, nó chua lắm các bạn, chua và nghe mùi cá. Cô canh chua giống sắp thiêu vậy cô. Canh chua sắp thiêu hả? Mới nấu xong mà. Hả? Cái mùi nó vậy hả? Cô không ăn nước mắm luôn á hả? Hả? Cô không ăn nước mắm hả?
Tóc móng hả? Này cái này đúng không? Cứng như đá kìa. Gặm thử miếng coi. Rồi ăn đi. Cầm cầm thử miếng coi. Không, nó phải có mùi ớt nó mới ngon. Mà cái này cái gì ở đâu chị ạ? Ở trong tủ đá. Được. Có mùi không? Không. Không có gì hết. Không được. Ừ. Rồi ăn. Rau cải này của trồng hay là cô mua? Vừa trồng vừa mua. Có keo á hả? Rau keo á hả? Cải xanh vừa trồng vừa mua. Nè. Bởi đi. Được rồi, có ăn cái này no rồi. Không rồi, ăn không được, ăn thử cái coi. Ăn thử cái này coi. Canh chua hơi lạ thôi các bạn. Cổ ăn cổ thấy ngon nhưng mà mình ăn thấy hơi lạ. Chưa có quen. Em mùi không ấy phải không? Em mùi thích không? Nó chưa chua thôi. Chưa chua hả? Nó chua mà nó con chưa có ăn mùi này lần nào hết. Chừng nào cô cũng nấu giống vậy hả? Ừ. Cô cũng nấu gà chua với... Thì cái này là chỉ mùi nấu dưa chua không? Ờ, dưa chua rồi. Còn này mình mua nấu gà chua thì gọi chua. Ăn từ từ mới thấm các bạn ơi. Ăn từ từ mới quen hả? Ừ, từ từ nó mới quen. Cô bỏ gì? Có bỏ mẻ không vậy? Ủa thì ra con bình chua ăn chua với con bình ăn nấu cái chua chắc chua lắm rồi nha. Cũng không chua lắm nhưng mà con thích ăn chua. Nấu chua gia đình đâu ăn nổi, con nấu dừa dừa thôi. Nấu có chua hơn cái này không hay là gì? Không. Ủa, con nó chua mà cái vị con nó khá. Cái mùi nó khá, không phải mùi dưa chua phải không? Con nấu là con bỏ me chua, còn con là cái này dưa chua. Nó khác. Cái này mùi dưa chua. Trời, cô Hảo chua quá. Ăn kỹ rồi bây giờ mới thấy chua các bạn, chua. Chua lắm. Chua? Ừ, giờ chua nè, giờ thấm rồi. Con trời ơi, y như là lấy tô giấm chặt tạt lên mặt. Trời ơi, cô thấy cái này còn chưa đủ cho chua cho cô nữa kìa. Ngon. Ăn cá đi kìa. Cảm ơn quá. Cá bẹ chiên. Chiên cái này là chiên hơi đậm đà chút xíu. Bỏ quên chạy đi hái rau bị cháy. Nhưng mà ăn rất là thơm. Có ấy chưa? Có thuốc chưa? What's the dog? Đó kìa. There it is. Cá ngon các bạn, cổ ướp cái gì á? Ướp muối. Có cà chua đây mà không chịu nấu này. Đường. Đó, không phải không có cà chua. Đó, cô anh cổ nói ăn canh chua xong rồi muốn chua nữa thì ăn thêm trái cà chua nữa để cho nó chua. À, cổ nấu á, không phải là cổ không có cà chua nhưng mà cổ không thích bỏ chua. Bây giờ con Vinh á có thích ăn á thì cắn thêm trái cà chua, ok ha. Để chút xíu nữa mình ăn xong rồi cái mình ăn thêm trái cà chua nữa. Nè, ăn đi, ăn trái này nè. Trái này to. Wow, trái cà chua nè các bạn. Quá bự luôn ha. Cô có bỏ bông tỏi hay bông hẹ gì nè hả? Hành. Hành bỏ rất thơm á. Cô bỏ con muối hay là cô... Muối. À, muối luôn. Mỗi lần nấu là lấy rau chua ra nấu thôi hả? Ừ. Thêm cơm với bánh. Ăn này bỏ nhiều thế chưa? Cho con ăn là phải cho lần chút như vậy. Ăn hết thì bỏ thêm. Con vừa rồi, con đủ rồi. Con ăn được hả? Con no rồi, chút xíu nữa để bụng ăn rau chấm muối. Hái cho hết mới ăn nhớ không? Không, được rồi. Còn chuyện đó cô hái đi hả? Hai muốn hái hết luôn. Mình mai hái thì phải hái hết đi. Mai sóc nó cũng ăn hết. Cô để vậy rồi nó rụng hả? Thấy nó con gì nó ăn lỗ lỗ. Thì là mình không hái đi. Tóc thêm. Các bạn hôm nay được ăn cùng với cô Oanh.
của anh mà mấy bữa hay hát á. Cô mặc áo trắng song ca mình á các bạn, nhớ không? Video mà hát mà mình nhảy mà các bạn kêu mình bị khùng á. Video đó giờ ai vô cũng la hết trơn. Phải không? Khùng. Vẫn có coi không? Vẫn còn coi. Này cá ngon nè, cá cô làm ngon. Vậy hả? Có muối không có gì đâu. Có đường nữa. Ừ, có muối cái gì. Thấy có mùi vị gì đâu. Cá ngon đó các bạn ơi, chiên ngon. Anh ấy khóc luôn. Mới đầu sao thấy từ từ vậy? Nhà này anh đâu có ăn đâu. Ông Lý mỗi lần câu nhiều lắm không? Tùy năm. Lần câu được. Thấy cái này nó ăn sướng luôn. Mình ăn mình kéo xương ra. Cá này là cá gì? Cá bẻ các bạn. Tội nghiệp cái chó quá. Đây rồi. Cứ ngỏng ngỏng chứ. Chờ nó miếng. Mình là chó con này. Cá này nấu canh chua này nó hợp ha, nó thơm. Ừ đúng rồi, cá này con thích cá này nhất á. Cá bồi cá. Ăn hết đấy mình. Anh làm sao mà hết được. Ăn không hết. Chẳng có đứa nào ăn không. Các bạn ơi, cổ mời ăn hết đi Vinh. Chút nữa mình ăn không hết á. Mình xin ba lát cá này bỏ vô giỏ đem về. Đem về ăn. Tiệm mà vợ ấy già đó, không ăn để chó vậy. Mời vậy là phải ăn à? Nó nói nhiều câu mắc cười lắm. Nói vậy là để cho mình ăn á. Mời kiểu đó mới mời chứ mời kiểu đó là muốn người ta ăn cho nên phải nói vậy. Rồi cái gì nữa? Không ăn đổ không vậy mà. Rồi cái gì mà có bộ béo gì đâu? Ăn chứ bớt cho đỡ khổ cho đừng gì mà đời có bộ béo gì đâu. Trời ơi tội nghiệp con chó. Các bạn ơi. Nóng quá. Nóng quá đỡ khổ. Ăn cho cà chua này. Người đẹp chuẩn bị ăn trái cà chua cho các bạn xem nè. Cô sao cô ăn cái bự đi. Sao không ăn cái bự đi? Ăn cái bự đi cho nó đẹp. Đó, cô ăn á, cô rất là hảo chua các bạn ơi. Cô hai tên là tên Lý, tên On gì cũng được. Kêu cô ăn, cô Kim On. Ăn canh chua xong là phải tráng miệng trái cà chua liền hoặc là ăn trái chanh các bạn. Chứ không ơi, không ăn chua. Những người mà ăn chua hát rất là hay nha các bạn. Trời ơi. Con cáo. Mấy đứa bé nhà mình lên trên này chơi con chó với mấy con vịt gà. Thích lắm, chạy tới chạy luôn. Ngon quá. Cái này ông ăn này bỏ nha. Bỏ ăn để không bỏ xương. Hả? Để em bỏ xương thôi. Ăn hết cái rau. Khó ăn. Ăn chua không hả? Ăn chặt nó ngon các bạn. Ăn là chua không? Mới đầu nó nghe cái mùi chua lạ lạ, bây giờ ăn thấy ngon. Ăn hết rau đi. Trời ơi. Biết rồi nữa hâm cái người tài canh nha, canh bí cho Vinh ăn. Nó thơm. Nấu cái gì? Con nấu cái gì? Nấu với thịt bò với tôm. Để kêu ba trời nóng quá. Thôi nè. Hồi trưa cô còn ăn không? Cái trời này ăn cũng nhau không rồi. Trời nóng nấu xong bỏ tủ lạnh. Bỏ tủ lạnh quên mà ăn đâu không? Phải ăn luôn. Cà chua mà ăn luôn. Chọc. Ăn cả cà chua luôn.
Thèm mình cho ăn quá mà. Cái gì mình cho ăn cho nó mấy đứa nó mới canh như là. Đó, các bạn nào mà mở tiệm cơm bên Việt Nam đó, mình bán cho người ta ăn canh chua xong rồi cái người ta đứng lên mình tát cho mỗi người trái cà chua, bảo đảm đắt khách, ăn là nhớ hoài luôn. Cô anh này các bạn mấy chục năm rồi cứ ăn cơm xong tô canh chua là tráng miệng trái cà chua, lạ nhất. Ôi trời ơi. Cá nhốt trong cái em bé thì mới lấy ra được, mà cái lớn thì nhốt thôi. Rồi ăn xong rồi dọn dẹp để nó đây, đưa đây, nó đây để cô ra cô chôn. Ăn xong phải chôn đồ ăn. Chôn cho cây tốt các bạn ơi, đặc biệt nhất chưa từng thấy. Để khi nào ấy để đó cái nào đưa về cho được mọi người thấy. Mở cái tiệm gì ra khách hàng vừa đứng lên. No, đừng có đổ để đi chôn. Đó, người đẹp rửa dâu đây nè. Ô, cô rửa đi. Vô đây ngồi. Các bạn ơi, rửa mấy trái dâu này chắc tới mai mới xong. Tại vì rửa cho kỹ tí ha. Rửa hai ba nước á. Rửa vừa ăn không? Thôi cho nó sạch đi. Ăn kiểu mới. Con sợ đau bụng. Ăn trái. Trời ơi, thấy bà Lý làm gì? Bà Lý là vai phụ mà đâu còn thấy. Trời ơi, vai phụ, nhà bà là vai chính mà. Nhấc lên, kéo. À, ok. Đấy. Các bạn ơi, đó, hôm nay lại vô đây học được cách quay phim của sư phụ YouTuber tương lai. Là bây giờ rửa nước thứ hai là cảnh thứ hai. Rửa nước thứ hai phải có người mẫu thứ hai nữa. Bưng cái dĩa muối đứng sẵn vậy, chịu nổi không các bạn? Chờ nữ hoàng anh cho. Vui quá xá luôn. Rồi, chắc rửa hai nước là đủ rồi ha. Sợ chưa sạch cho nên đổ lại. Các bạn ơi, sợ mấy con trùng quá nên mình chà cho nó sạch ra. Rồi rửa thêm một nước nữa là xong nha. Ăn thử trái coi thử nó sạch chưa. Thôi, ăn thử trái biết nó để coi thử nó có sạch hay không. Để coi. Chuẩn bị hai người này lên nó kêu hai con mẹ không được chứ, cười đã rồi. Hát cũng cười cho đã vô rồi đó. Rồi để đó đi. Được rồi, quay lan này. Làm cái là bông hồng này, cái bông hồng này đó. Oh my god. Để bông hồng đó thấy không? Dễ sợ chưa? Rồi, ngồi xuống. Đó, ngồi đó đi. Kinh ngồi, không? Ngồi ăn với cái bông hồng kìa, có chừng che mất bông hồng rồi kìa. Rồi về được ăn được rồi hả cô hả? Yes sir. Để xả miếng nước nữa cho chắc. Xả luôn. Chủ tới nhà chủ nhà mà mình mời chủ nhà liên tục. Chủ nhà không có không làm chủ mà mình làm chủ giùm. Ăn đi cô. Đây, đến chiếm đoạt cái quyền, quyền chủ nhà rồi. Đó, chiếm đoạt luôn cả cái quyền. Cái này là baby nha. Còn nói cái gì baby rõ ràng. Cái này hình như cháu của con Vinh hay sao. Chắc rất là nhỏ. Coi người đẹp ăn xong mà quay đi chỗ khác vậy ta. Wow, cảnh mới. Wow, cảnh đẹp quá. Đó, công sức của trồng nguyên vườn hoa. Bây giờ nó chưa kịp nở các bạn ơi. Bây giờ mới đẹp rồi, hôm bữa nó đẹp. Hôm bữa nó, cái bây giờ còn cái bút nè. Không, hôm bữa cái bông này đẹp nè. Mà hôm bữa cô quay trong Vinh, bữa nay nó tàn rồi. Ờ vậy hả. Hôm bữa cô được trước cô quay trong Vinh. Ờ, tiếp tục ăn dâu thôi các bạn, nói nhiều quá bị la. Rồi ăn đi cô ăn. Được, cầm cái này cho mọi người cầm cái thôi nè, cầm này đi. Dành hết. con thích trái sống. Mình thích trái như vậy nè các bạn, nó chua mà nó ngon gì đâu. Giới thiệu trái này đi, này cô giới thiệu trái nhỏ. Wow. Cái trái này nhỏ tí à, vườn cổ gọi là dâu baby, dâu em bé. Trả cho cô đó. Rồi cô ăn đi. Cầm đi. Ôi, coi chừng áo nó thành màu đỏ luôn. Tí nữa quay xong ăn cô dâu tại vườn các bạn.
cô đi quay cho Vân Vinh khắp mọi nơi luôn. Mè quá. Ngon đấy, có ăn hết. Nè, đây này là trái lớn nè. Lần này tới mới thấy. Giống ta, thấy không? Thấy rõ không? Để ngay cái ống kính đó, như vậy đó. Trái lớn quay quay. Đó, người chủ vườn xô cái trái dâu cho các bạn xem kìa. Còn cáo dâu ạ. Đó. Gần 56 tuổi mà trẻ như là 20 mấy tuổi thôi các bạn. Ước gì bữa mình chừng 5 mấy tuổi mình giống vậy ha. Vinh trẻ quá xá. Ừ, trái này ngọt thì chẳng lại cho Vinh cắm miếng. Ngọt, không biết. Màu đậm nó ngọt lắm. Quá. Wow. Cổ nói cái trái cổ đang ăn á rất là ngọt, chẳng lẽ cổ cho mình cắn miếng. Mình không cắn miếng nha các bạn, không dám cắn. Mình cắn 4-5 miếng là cắn vô tới tay cổ luôn. Nó ngọt quá, ăn nhanh ạ. Quá xá là dâu ngon ha. Trổ dâu. Ăn từ nãy giờ giờ mới khoe. Ê, lại cái cảnh này một chút coi. Đó, đây, mới đây. Quay có chút xíu còn đổi cảnh rồi. Ở đây đây đây. Không? Đó, vô đó đi. Đó, cái cảnh cây to. Ủa trời. Làm sao thấy được cái đó ta? Ngồi xuống. Cười muốn rã cả họng luôn các bạn ơi. Coi mà đi dí theo, ăn dâu mà phải dí theo cổ cầm mấy quay phim cổ chạy. Cổ nói ăn 3 trái là phải đổi cảnh. Mới đầu nãy mới quay nguyên rổ dâu, cổ nói là ăn 1 trái là đổi 1 cảnh, mình hú hồn luôn. Bây giờ ăn 3 trái đổi cảnh. Chắc khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa mới ăn hết chừng này dâu các bạn ơi. Khổ ghê không? Cô vô đây ngồi. Rồi, con thích cầm thôi để cái dĩa vô trong này luôn đi. Ăn đi con nè. Đó. Rồi, ăn. Ăn đi con. Rồi đổ hết rồi. Nãy giờ nó đi tiểu mà. Đi tiểu đi. Ra trên phố mẹ. Rồi, ăn dâu đựng chút xíu rồi bây giờ mình sẽ hát một bài hát gửi tặng đến cho các bạn nha. Bà Lý, à bà Oan hát không? Hát một bản. Hát gì? Bài gì cũng được. Đổi cảnh đi, đổi cảnh đi. Đổi cảnh. Khổ ghê không? Mới có chút xíu rồi đổi cảnh khác. Rồi. Mới ăn mấy trái dâu xong rồi bây giờ kiếm bài hát gì bà Lý hát một bản rồi. Bài gì? Bài gì? Khỏe thương. Các bạn đang hát các bạn ơi, không có nhạc. Bây giờ con gà nó gáy nó làm nhạc cho mình hát nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hát bài hát Yêu một mình. Người đánh nhạc là con gà trống. Rồi chuẩn bị mình hát nha. Hát bài gì? Yêu một mình. Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kín rào. Nhà anh cuối con đường ngoại ô, ván thưa đèn dầu thấp, gió lùa vào từng cơn. Tuổi em cũng như hoa mới nở, vạn người thầm mong được đưa đón chân em. Xót xa em còn trắng tay hỏi, sắt đèn nợ chưa dứt nên lận đận truân truyền. Đi ta đi đi đưa đi đầu đi, sông đi, đi theo cái máy sông. Đi theo máy đi, đi theo máy đi. Bao nhiêu cách trở mình em thôi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng. Mới hát có một bản thôi mà còn đổi cảnh nữa. Hoa vàng bên kìa, đi qua hoa vàng. Muốn ngỏ lời cùng ai. Đấy đây, Vinh, Vinh. Hoa vàng bên kia kìa. Hoa vàng bên kia. Chiều nắng pháo bay đầy trước ngõ, tạ từ thơ ngây dán hoa đi lấy chồng. Chồng đây, chồng đây. Đường quen bóng bây giờ buồn tên. Mỗi khi hoa vàng bên này, Vinh, Vinh, hoa vàng bên cả đống kìa. Lòng mình ngần mơ ngày xưa tiếng
sao mình không ngỏ để rồi chiều nay chứ mình đâu thấy cô đơn vắng kia bây giờ đóng thuyền rồi có còn chi đâu nữa thôi đành hẹn trong mơ vắng kia bây giờ đóng thuyền rồi có còn chi đâu nữa thôi đành hẹn trong mơ núi đà bông hồng nó kìa thôi được rồi lại lấy cái bông hồng đó rồi nó rớt ra đi lại có cái bông chỗ này cũng hồn lỡ xa vào đôi mắt em cổ khoe cái bông hồng chiều nay xõa tóc ngồi bên rèm cổ khoe cái bông hồng phải quay cái bông hồng cho cổ rồi hát tới khúc nào rồi cô chiều nay xõa tóc ngồi bên rèm quay cái bông hồng cô quay cái bông hồng với cái rổ dâu thấm ướt nhìn nào đâu dám nói khép tâm từ lại đây rồi khoe cái bông hồng xong rồi ra sau cô quay thằng rào nhá con Vinh đứng sát thằng rào cô quay thằng rào nhá thôi được rồi kệ nó quay hết luôn đi con quay cho cô chứ thôi cô quay cho con Vinh đâu rồi bà ơi, tự nhiên con chó kìa, con chó kìa. Ê, quay được chưa? Có quay không? Hả? Yeah, one rooster. Cái này có quay không Vinh? Oh, yeah. Hát bài gì với cái tường này vậy? Cái này có quay không Vinh? Cái nào? Cô nói quay ở đâu? Không, cái này đang quay hay sao? Lên đó đi cô ấy cho. Nó đỏ. Nó đỏ. Cô anh cô bác mình đi quanh vườn của cổ để đi, quay những cảnh đẹp. Có chừng té nè cô. Không quay, không sao. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi người đó, các bạn ơi, bây giờ mình xin giới thiệu cho các bạn đây là nguyên vườn hoa của cô anh ha. Cô nói là mình ra đây để đứng đây hát một bài gì đó. Hoa đẹp của cổ rất là đẹp nè các bạn ơi. Đây, hoa. Hoa bây giờ nó nở tà le tắc lét, nó còn nở hơn cái mặt mình nữa. Quá xinh luôn. Rồi, đi đâu cũng phải cầm theo rổ dâu các bạn ơi. Nói chung là xa rời không được, chút xíu là cái nịch đó. Cột lại luôn thì bà lấy lên đây hát cái gì hát đi bà Lý. Hả? Lên đây hát cái gì bà Lý hát đi. Hát bài gì đó? Hát đi, ngồi cầu thang hát cho đẹp nè. Trời. Bà ngồi đó đi con quay cho. Đá bờ ôm rủ dao. Quay ăn tiếp đi, răng trước quay. Quay ăn tiếp. Các bạn ơi, đây là cây táo mà cổ mới trồng xuống nè, trái rất là bự ha. Đó, còn non như vậy là bự lắm á. Đây nữa mấy trái đây nữa nè. Quá xá là đẹp ha. Cái bữa nữa chắc trái bự lắm đó. Trên này nữa. Đó. Các bạn ơi, bây giờ phải gác cái máy quay phim xong rồi đi ra đây quay tiếp tục. Bông đẹp đây. Đó, cổ giới thiệu nè. Bông đẹp nó tàn hết rồi. Tất cả vườn bông của cổ nè. Màu tím, màu vàng, màu trắng. Đủ thứ màu y như sao ha. Rồi trên này. Blueberry đây này, hôm bữa giờ tươi nước không đẹp quá. Rụng hết rồi. Đó, blueberry. Chỗ kia là cây blueberry, cây Việt Quốc nè, cổ mua của trồng nè. Cô, con mua đợt sau này trái nhiều lắm, rậm luôn. Bị không tưới nước. À, cô không tưới nước hả? Sao trồng mà không tưới nước? Đó, mới tưới nước đã. Đó. Cây Việt Quốc của cô mua đó. Đây nè, đây có hai cây này. Wow, cây này trái nhiều nè các bạn. Cây này trái quá quá nhiều luôn.
Wow, trái Việt Quất của trồng nè, nhiều không? Dám đụng mạnh sợ nó té, nó rớt. Nguyên cái hàng con cò, con vịt gì đây, màu hồng. Quá chừng là đẹp. Rồi bây giờ ăn thôi các bạn ơi. Mình đi tìm trái chua ăn. Đó. YouTuber tương lai đây các bạn. Ăn ăn một trái dâu là phải tập exercise, phải tập thể dục rồi mới ăn. Ngon quá. Mùa này á, mình đi đâu cũng nghe tiếng máy cắt cỏ hết các bạn ơi. Người ta dọn vườn đó. Người ta dọn thì bây giờ mình cứ ngồi ăn thôi, chứ mình có biết nói gì. Dâu tây á, chấm muối tiêu ăn cũng hợp luôn các bạn. Chắc con nhảy vào trong con cò. Cổ đòi leo lên con cò cởi để cho mình quay hỏi bây giờ sao, cô leo lên cò đi. Cái vườn của cổ á, chỗ góc nào cổ cũng thích hết, từ con cò cho đến cái lá hoa rau cải, nói chung là mê hoa, mê vườn, mê cảnh. Mà đi đâu cũng bật mấy quay phim lên quay, có cái là mình coi mình hơi chóng mặt các bạn, tại cổ quay á, cổ cứ lắc liên tục vậy này, cổ sợ cảnh nó chạy mất, cổ cứ đi theo cho nên á đó. Mình coi cổ quay mình chống mặt cho nên mình đứng cái máy này cho khỏi chống mặt. Này ai chấm sành rồi bác hả? Không biết có tiêu sành đấy, nó rớt vô đó hồi nãy, để cái dĩa vô đây nó rớt. Ngọt ngay luôn. Video mà hái dâu á thì mình sẽ để riêng, còn video mà ăn dâu tây á với cô anh mình sẽ để riêng nha các bạn. Tại để dài quá các bạn la mình quá, cho nên phải để riêng. Quá xá là ngon. Chị có hành này chưa quay đó. Ngon quá. Ăn tiếp đi bà Lý. Khi thì mình kêu là cô anh, khi anh mình đi, kêu bà Lý. Ăn cho nó còn chưa. Vô ruột. Vô ruột. Mình trồng mình quý phải ra mình mua mình về nó thúi hết trơn. Mua ăn về đâu, đó các bạn. Mua là ăn được, mua 2 3 vị ăn vị còn 2 vị hư. Mua dâu về mà mình không ăn liền á các bạn là nó hư liền. Dâu vườn á, hái xong ăn là ngon xuất sắc luôn. Mua về có đứa nào ăn đó. Thấy chưa, hình như lần đầu tiên cô trồng dâu cô mới ăn phải không? Mấy năm trước không ăn phải không? Có ăn. Ăn say hả? Ra ra không. Cứ ngồi ở ngoài hái ăn luôn. Cái này ăn tại bỏ uống ăn vậy. Trời ơi tiêu ghê quá. Cay. Tiêu cô cắn hay sao vậy? Máy gì mà xay to quá hả? Máy tiêu. Cái máy xay tiêu cái hộp chỉ trẻ ra làm 4 thôi các bạn, rất là cay. Cái máy này đó. Mình tiêu sọ này chứ. Đợt này á, ăn dâu quỳ các bạn ơi, không có đứng được, nãy giờ quỳ tê chân quá, bây giờ quỳ thẳng lên cho nó bớt tê. Ăn đi cô, ăn được. Được, bây giờ quay phát cái quay này quá. Con nghiêng qua nó đổ. Rồi, mới được. Ăn có mấy trái, bây giờ đổi cảnh tiếp các bạn. Rồi, cổ khiêng máy đi rồi, dí theo. Cô đợi con với cô khổ quá. Cái này YouTuber mà coi như automatic chạy liên tục. Đi vô đây, đi lại đây. Đó. Đi theo đi nha. Cô không thấy gì đâu, ngồi xuống đi. Ngồi xuống nàng. Đây hả? Muốn đi đâu đi, đó. Rồi đứng ăn đi. Wow, cảnh đẹp quá các bạn. Cổ hướng dẫn cho mình bây giờ qua một cái cảnh khác. Ăn trái nha. Kìa trời. Lên cao quá trời. Ngon quá. Trái này nó ngọt ngay luôn các bạn ơi. Hôm nay rồi. Kết thúc vườn dâu đây nha các bạn. Hái dâu xong rồi ăn tới đây thôi nha các bạn. Tại hồi nãy giờ ăn nhiều món quá. Cổ đãi cho ăn canh chua cá chiên nè. Rồi ông xã đãi ăn hamburger nữa. Ăn chưa hết. Bây giờ xin tạm biệt các bạn. Ngừng đây nha. Lại con nai cái nè. Cái gì? Đi. Lại đâu con nai à? Ừ. Khổ vậy.
Các bạn ơi, mình định tạm biệt ngay chỗ cảnh con cò nhưng mà cô không chịu. Ngồi xuống, ngồi xuống. Qua bên này. Ngồi tạm biệt cảnh con nai. Đây là hai con nai của cổ nuôi đã lâu rồi nhưng mà chưa có lớn. Bây giờ đó. Đẹp không? Wow. Ồ, sao vậy? Bà Tiên rờ trúng rồi, cái sừng nó bị ấy rồi. Giờ sao? Sừng, sừng bị biến mất rồi. Rồi đấy. Wow, đẹp chưa? Đó. Dạ ha. Ừ. Rồi, cảm ơn cô Lý quay phim. Rồi còn cảnh nào nữa không? Vậy, vậy. Tìm vậy, cảnh vậy. Để tạm biệt. À. Đó. Wow. Có hai cô nàng con đang múa kìa, thấy không? Giới thiệu có hai cô nàng múa đi, có giống con Vinh hồi bé không? Đó, cô anh giới thiệu ở dưới gốc cây có hai cô nàng và một con cò thì các bạn xem luôn. Đây là cảnh của cô anh trang trí mấy năm nay nè, bây giờ mình mới bắt được, thấy đẹp quá ha. Quá là xinh luôn. Trời. Còn đâu nữa? Rồi, đi qua bên kia có cái bà nào đang ngồi bên kia. Đây đó. Bà nào? Đây nè, bà này nè, cô nàng nào đang ngồi râu rì giới thiệu đi. Đây là khung cảnh thứ hai chứ. Đây là khung cảnh, màn cảnh thứ hai và khung chậu thứ 13 của cô anh. Thì ở đây có mấy cái đồ này cô anh cũng muốn giới thiệu cho các bạn xem là ở đây cũng, chân ở đây cũng 10 năm rồi nhưng mà chưa có ai tới. Bây giờ tới thì xin giới thiệu luôn. Đây là cái con gì cô? Trời ơi, đây là gì? MC mà không biết được con hỏi. Đây là cô Thumbelina. Thumbelina đó các bạn, của trò chơi con nít. Thì nhìn y như cô thiên thần. Còn đây cho dỡ lên cái được không? Đây không biết là bé trai hay bé gái. Bé gái. Rất là dễ thương. Rồi, đã giới thiệu xong khu vườn của cô anh. Có thấy con không vậy? Hả? Có chứ. Đã giới thiệu xong khu vườn của cô anh rồi các bạn ơi. Các bạn xem video, các bạn nhớ nhấn nút like và đăng ký, chia sẻ giúp mình với nhà. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và cảm ơn người đẹp anh đã cho hái dâu trong vườn và cho ăn uống